Trước đó, ngày 26 tháng 9, công an thành phố Đồng Xoài bắt quả tang hai đối tượng người tiêu dùng là Trần Ngọc Khương, nói một cách khác là Quách 1989 và Trần Đăng Khoa 1985, cùng quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài khi đăng nhận tiền gốc và lãi dây của người dân ở quán cà phê. Tăng vật công an thu giữ gồm hai hợp đồng dây tiền và số tiền 25 triệu đồng. Quá trình điều tra, những đối tượng người tiêu dùng khai nhận là mắc xích trong nhóm dẫn động cho dây nặng lãi gồm Trần Đức Tuân, nói một cách khác là Bờn 1990, Đỗ Đức Thiệp 1992, Trần Văn Sơn 1990, đều quê huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, tạm trú tại khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú. Công an thu giữ được nhiều tài liệu liên quan đến dẫn động cho dây nặng lãi của tập thể nhóm đối tượng người tiêu dùng này trong quá trình khám xét nơi ở các đối tượng người tiêu dùng khai nhận trước đây vận động ở địa phận thành phố Hồ Chí Minh nhưng mới mở rộng về đồng xoài. Theo tài liệu cơ quan điều tra, từ số vốn tuổi đầu cho dây khoảng 700 triệu đồng, sau hơn một năm vận động, số vốn của tập thể nhóm đã tăng lên hơn 5 tỷ Việt Nam đồng. Số tiền lãi nhóm này thu về vào thời điểm hiện tại gần 2,5 tỷ Việt Nam đồng bằng một nửa số tiền gốc, khách hàng đã và đang dây tiền của tập thể nhóm này trong hơn một năm qua là hơn 900 người. Địa bàn hoạt động vui chơi của nhóm là Liên tỉnh Bình Phước, Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo khai nhận của những đối tượng người tiêu dùng, tiền cho dây nếu tính theo lãi ngày từ 7.000 đến 10.000 đồng triệu đồng ngày, tức lãi 20 trừ 30% tháng. Nếu dây trong 10 ngày sẽ tính lãi thành 11 ngày. Tại thời điểm này, tài liệu công an thu được thể hiện có tương đối nhiều giao dịch nhóm đối tượng người tiêu dùng này cho dây tính lãi ở mức 15.000 đồng triệu đồng ngày. Công an thành phố Đồng Xoài đang mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của quy định.